mà thôi. Anh đừng có mơ về em nữa. Mình dừng lại đi anh. Anh cà pháo. Cái gì vậy? Em mở cho, nóng hả? Cái gì vậy? Hôm nay ai dựa vậy? Anh sao vậy? Em lúc nào mà không quan tâm anh. Sao hôm nay Kim Chi ngồi với mình vậy ta? Không lẽ cô ấy thích mình? Em là người duy nhất cho anh cảm giác biết yêu si mê một người là như thế nào đó. Anh yêu em. Nhưng mà em không thể bên cạnh anh được. Tại sao vậy? Mà thôi, anh đừng có mơ về em nữa. Mình dừng lại đi anh. Kim Chi, anh không chịu chia tay đâu. Anh còn yêu em nhiều lắm. Nhưng mà em thì yêu rất là nhiều anh. Em đi á nha. Em đi á. Ủa, sao anh không níu kéo tôi lại vậy trời? Tôi đi là anh phải ôm tôi lại, anh níu kéo tôi lại chứ, để tôi còn làm best girl tiếp chứ. Trời ơi, ở ngoài vậy đó là người ta buông cô luôn rồi. Chị biết là người bình thường vậy, nhưng mà bây giờ anh đóng phim nó bất bình thường đi chứ. Bực mình anh ghê. Lâu ngày tôi mới ra đây tôi diễn tập được một bữa mà anh làm vậy chót tôi rồi, không chuyên nghiệp gì hết á. Gần tới ngày casting rồi kìa. Dạ, dạ em nghe nè anh sản xuất. Em bị đổi qua vai người mẹ đơn thân hả? Vai nào cũng được ạ, miễn là em được tham gia phim là được ạ. Dạ, em cảm ơn anh. Nè, tôi được đổi vai người mẹ đơn thân rồi đó. Bây giờ tôi sẽ tập là người mẹ đơn thân, còn anh là đứa con trai 5 tuổi nha. Bây giờ mình sẽ tập cái cảnh là người mẹ đánh đứa con trai hư hỏng. Thôi, tôi không tập cảnh đó đâu. Đóng vai gì kỳ cục vậy? Tôi muốn anh 3 tiếng luôn đó, còn 2 tiếng rưỡi nữa mới hết thời gian. Thôi cô giữ tiền cô lại luôn đi. Trời ơi, cô hành tôi quá là riết tôi khùng luôn á. Lúc thì bạn trai, lúc thì người yêu, lúc thì đứa con. Thôi, nè, đi về. Từ từ, tôi trả gấp đôi. Thôi. Nè. Trời ơi, đi cái gì mà nhanh vậy trời. Chết tôi rồi, giờ sắp tới tập với ai đi trời. Tập với ai rồi? Ngày casting sắp tới rồi. Kim Chi, kể nghe tiếp câu chuyện lúc sáng mà biển cái gì tiếp đi. Trời ơi, em chạy bàn mệt chết nè. Đang nóng bực bội chết nữa đó, còn mơ với mộng nữa. Rồi, để đây dọn cho, để đây. Ngồi xuống. Thoải mái chưa, mát chưa? Thoải mái quá. Ho nữa à? Để anh đi pha chanh mật ong cho uống nhá. Thôi, không chanh mật ong đâu. Chứ em muốn cái gì? Em ăn trái cây. Trái cây gì nữa trời? Thì trước nhà hàng có xe trái cây kìa. 50.000, không đủ đủ. Ok, em ngồi im nha. Để anh. Hôm nay em không bị gì hết trời. Trái cây đấy. Cảm ơn anh nha. Cực nhanh quá à. Không sao, ăn đi rồi nhớ ra giấc mơ là được. Nó ngon dữ vậy trời. Ngon quá luôn á. Cho em đi ngủ một chút đi. Thôi nhưng mà đang tiệm, đang khách. Cô Dung la. Xung quanh có ai đâu, hôm nay làm gì có khách đâu, vắng quá à. Thôi. Cô Dung kệ, cô Dung. Anh bảo kệ, em ngủ đi. Ngủ. Canh cho em ngủ một chút xíu. Chợp mắt một chút xíu. Ok, ngủ đi. Trời ơi anh ơi, anh nghe em nói nè. Em nói một lần cuối cùng này thôi anh. Sao? Anh ơi em. Dạ. Anh, em năn nỉ anh một lần này nữa thôi. Em không có nhờ anh nữa đâu anh. Tại vì anh biết sao không? Lần này á là em đóng vai con gái hiền anh ơi. Em không có đánh, không có chửi, không có làm gì anh hết á. Anh có gì anh.
Giờ sao đây trời, kiếm người đóng thế đâu đây trời. Ê da, trời ơi, là em nóng bỏng hay tại anh nóng vội đây? Anh cà pháo. Gì vậy? Em mở cho, nóng hả? Cái gì vậy? Hôm nay ai dựa vậy? Anh sao vậy? Em lúc nào mà không quan tâm anh? Rồi đó, anh ăn đi, cho nóng. Này, thôi, muốn ăn thì ăn đi nhá. Chứ bảo anh chứ đừng có cái kiểu mà làm kiểu này nhá, sợ lắm. Người nhìn chằm chằm nữa. Thôi, anh ăn đi, nghĩ xấu em hoài à. Em đó giờ có vậy đâu. Với lại á, em cũng thấy anh ăn hoài à. Chứ có cái gì đâu mà anh ngại. Thôi, ăn đi. Ăn đi cho nóng. À, mà anh cà pháo nè, hình như tóc anh móc lai hả? Trời ơi, tóc bạc mà móc lai cái gì? Tóc bạc vậy thì chắc anh phải suy nghĩ nhiều lắm ha. Trời ơi, đàn ông mà làm việc lớn á, người ta suy nghĩ nhiều lắm. Cô ơi cô, cái này là máu xấu, gia truyền để lại. À, vậy hả? Ừ. Nhưng mà tự nhiên hôm nay em thấy anh phong độ quá. Em sao vậy? Anh cà pháo, hồi đó đến giờ em chưa có thấy ai mà ghê lăng như anh luôn á. Trời, lại còn khen á. Thế lại anh lại phải thể hiện rồi. Cầm đây à. Nhìn hai con chuột nè. Ôi là trời, chuột gì mà to dữ vậy? Anh có tập không vợ? Chắc anh tập dữ lắm đúng không? Không, anh tập ít lắm. Cái này gia truyền để lại á. Ba anh để lại cho anh á. Wow. Hơi lố, hơi kịch nha em. Mình bớt già lạ lại, mình diễn dẹo quá ố nhè nha em nhá. Đây, anh đẹp trai, anh có thể nào mà mở cái chai này giúp em được không? Chai không mở được. Trời ơi, cái nắp nó cứng vậy mà anh cũng mở được nữa hả? Đúng là tài giỏi quá đi mà. Nữa, lố nữa. Trời ơi, dẹo gì dẹo ghê. Nè, tự mở đi. Từ sáng giờ em sao vậy Kim Chi? Ai nhập em nhờ? Dẹo mà dẹo thấy ớn luôn, nổi cả da gà nè. Thôi, anh đừng có khó chịu với em nữa mà. Em có câu hỏi này muốn hỏi anh nè. Ừ, thì hỏi đi. Nhưng mà đừng có lố, đừng dẹo nữa nha. Anh cũng đi á. Anh có thể nào mà anh bớt hoàn hảo lại được không? Đẹp trai vậy, chuột to vậy, còn ga lăng nữa, em chết mất thôi. Trời ơi, anh đâu có phải có nhiều đây đâu, đẹp trai, cao to, chuột to này kia đâu. Em có biết, anh còn hát hay nữa cơ. Hát hay hả? À, wow. Anh hát cho nghe nhá. Dạ. Một lần thương nhớ, trăm lần yêu, khi giận hơn vu vơ, mà đôi lúc em chẳng biết anh đang nghĩ gì. Là do anh buồn thế thôi, hay do quên mất em rồi, làm sao để anh nói ra lòng mình. Ừ thì cứ thế mình và nhau thất chuyên từ chối, tại sao mình quay. Trời đất ơi, trời đất ơi, cô làm hát tầm bậy tầm bạ nè. Bữa nào cô cũng nghe cô hát cái bài này, có biết là cô muốn tẩu hỏa nhập ma rồi luôn không cà pháo? Cô sao vậy? Con đang biểu diễn nghệ thuật nha. Nghệ thuật gì kỳ vậy? Gì vậy nghệ thuật? Thôi, anh đừng có buồn mà. Cô Dung không có biết gì về nghệ thuật đâu. Chỉ có em là biết thôi. Chỉ có em là hiểu anh thôi à. Trời ơi. Thì cứ tê đừng ta đừng ta đừng ta đừng ta đừng ta sao. Vậy là xong cảnh 2 tập 1, cảnh 11 tập 4, cảnh 6 tập 5. Còn mấy cảnh nữa là đi casting được rồi nè Kim Chi ơi. Sao hôm nay Kim Chi ngồi với mình vậy ta? Không
Không lẽ cô ấy thích mình?